Thưa quý vị, một kho hàng chứa khoảng 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng có dấu hiệu hết hạn sử dụng nhưng lại được in và dập hạn sử dụng mới để tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng thành phố Hà Nội phát hiện. Tại thời điểm, đội quản lý thị trường số 22 Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra đột xuất 5 gian hàng kinh doanh tại khu vực đường Nguyễn Đình Tứ, phường Xuân Đỉnh, phát hiện hơn 50.000 sản phẩm dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng da, kem đánh răng đã hết hạn sử dụng từ 3 cho đến 4 năm. Chủ cửa hàng đã thuê kho hàng và ngụy trang bên ngoài là cửa hàng ăn để cảnh giới, thuê nhân công để xóa hạn sử dụng cũ và dùng 5 máy dập dán nhãn sử dụng mới. Băng qua đường sắt mà thiếu quan sát, đúng lúc tàu hỏa đi tới, một ô tô 4 chỗ đã bị tàu hỏa đâm trúng kéo lê khoảng 10 mét tại khu vực qua địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vào chiều ngày hôm qua. Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ, ô tô 4 chỗ biển Hà Nội cố vượt qua đường ngang dân sinh thì gặp tai nạn. Trước khi xảy ra va chạm, tàu hỏa đã kéo còi và giảm tốc độ. Vị trí giao cắt không có barrier nhưng có biển cảnh báo và thông thoáng. Người đi đường có thể quan sát một cách dễ dàng. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe ô tô biến dạng hoàn toàn, hai người trên xe bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Liên quan đến quán vịt nướng tại thị xã Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm với những hình ảnh chế biến vịt có giòi hay là để cạnh bồn cầu gây xôn xao mạng xã hội những ngày gần đây, thì cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã công bố kết quả kiểm tra quán vịt này. Về hình ảnh mất vệ sinh được đăng tải trên mạng xã hội, cần có thời gian điều tra xác minh thêm do nghi ngờ có mâu thuẫn cá nhân nên có đối tượng đăng hình ảnh không đúng sự thật. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng tại quầy bán vịt quay có tên là Lò Quay Hoàng Trung, khu vực sơ chế, chế biến có diện tích rất hẹp, cống thoát nước không có nắp đậy, vệ sinh chưa được đảm bảo. Liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm thì do cơ sở nhập vịt từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ rải rác tại các xã lân cận nên chưa thực hiện ký hợp đồng mua bán. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở khắc phục những vấn đề trên.